Hello đêm, chào mừng em đã trở lại với channel của Mr. T. Rồi, hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với chuỗi series về con game Naruto nha em. Đó là tựa game là Huyền Thoại Lằn Lá. Rồi, hôm nay thì cũng đang có thời gian nên lên sớm video này cho anh em. Rồi, quẩy thôi em. Nói chung thì hôm nay tôi có thời gian nên lên sớm cho anh em xem. Anh em nào xem cái sự kiện YouTube của tôi thì nhớ để lại tôi một đăng ký, một like, một comment nha anh em. Anh em nào mới đến kênh Mr. T nhớ đăng ký cho tôi nhé. Rồi, quay trở lại với chuỗi series và với con ạc với server S51 tổ chức anh em phúc lợi. Trước tiên là điểm danh ngày 5 nhé anh em. Ngày 5 xem thử coi có gì không. Quà lật chiến là tôi đã hấp lên được 12k lật chiến rồi nè. Tầm này là sảnh ninja đúng không? Bảng xếp hạng lực chiến server thì tôi đang 12k. Ui dồi, thanh niên kia là 13k7 rồi anh em, xem thử coi. Thanh niên này có gì mà lên được 13k7 rồi. Thôi, kệ, mình cứ đua tốt thôi anh em. Hành trình tân thủ, cứ làm hết event của ngày hôm nay đã, rồi xong up lực chiến anh em. Tầm ngày thứ năm đúng không? Tầm ngày thứ năm thì nó ra cho anh em một cái chuỗi sự kiện, đấy là ưu đãi bí kỹ nha anh em. Ưu đãi bí kỹ, sự kiện này khá là ngon nè, up bí kỹ nên lập chiến nó nhảy lên rất là nhanh. Và cái chuỗi sự kiện thứ hai trong ngày thứ năm đó là chiêu mộ nhận giới. Nó ra con chiêu mộ Kabuto anh em ạ. À, chiêu mộ 120 lần sẽ ra được con Kabuto. Hiện tại tôi đã chiêu mộ test thử là 72 lần đây. Đấy, giờ cứ chiêu mộ một lần thôi. Chiêu mộ một lần anh em, qua mất 100 rồi tôi sẽ chiêu mộ, tại vì chắc chắn là 120 lần nó sẽ ra cái con Kabuto nên tôi chiêu mộ một lần để mà cho nó qua mốc 80 trước. Mốc quà ưu đãi thì tôi đã mua rồi anh em, còn máy móc này chưa mua. Rồi, quay trở lại với cái chuỗi sự kiện chiêu mộ đúng không? Hôm nay tôi sẽ rước con idol của tôi về. Rước con idol Itachi. Hiện tại là chiêu mộ là ngày thứ năm tôi đã được 875 điểm rồi anh em. Cho anh em xem log chiêu mộ nè. Đấy. Rồi, hôm nay sẽ đổi con idol của tôi đó là Itachi anh em. Lắm. Itachi 4 sao nè. Đấy, qua tháng sau sẽ đổi thêm được một con nữa. Có nghĩa là cái reset này nó sẽ là reset một tháng anh em ạ. Ngày thứ năm anh em, ngày thứ năm đã múc được con Itachi rồi nhá. Bây giờ thì phải ghép mảnh cho nó và cho nó vào đội hình anh em. À, đâu rồi, Itachi của tôi đâu rồi? Itachi là hệ hỏa nhé. Hệ hỏa thì kẹp đi với lại con Dirara thì tuyệt vời ăn mặt trời anh em. Đây, đột phá cho em nó. Đó là được 11k lực chiến rồi kìa. Nó được 12k anh em. Nhét nó vào trận trước đã, bày trận nè. Cho con Naruto nhất vĩ về vườn. Đấy, idol Itachi. Lật chiến thì tôi chưa up đâu anh em, bây giờ mới up lật chiến cho nó con ạc của tôi nè. Phải lên con ạc Itachi là lên 5 sao trước nhé. Ôi dồi, này thiếu 3 viên. Này khó nè, cái này tôi up. Giờ phải tăng sao con Itachi này lên. Itachi này tôi đang còn 129 mảnh SS cộng đúng không? Lấy 30 mảnh trước. Đấy, tiếp tục là 30 mảnh đúng không? Tầm này cứ xúc thôi nè. 30 mảnh nữa kìa. Ủa, 90 mảnh rồi. Tầm 120 mảnh.
120 mảnh sẽ lên được 5 sao nhé anh em. Mở thêm một kỹ năng bị động nè. Toàn thể địch giảm công, Itachi miễn dịch hiệu quả hắc viêm khi HP dưới 30%. Dùng thân phận quả đen, né sát thương. Con này đứng tăng cơ cũng được đấy anh em. Đấy, lên được 14k lực chiến ngay vào luôn kìa. Úi dùi. Đấy, lực chiến đã lên được 120k hả? Anh em. Rồi, idol của tôi đã lên được 5 sao đúng không? Giờ là phải đi kích hoạt cái sổ thu thập này lên. Rồi, lên tí lực chiến. Thôi, tăng cấp nhanh anh em. Úi dù, lên 1k5. Thiên phú à. Rồi, hảo cảm cho bé Itachi của nhà tôi. Úi dùi, áo tròn Akabu. Đấy, tăng hảo cảm lên anh em. Tầm này là lên tập chiến như gió thôi. Rồi, lên được hạng B luôn rồi. Smooth không anh em. Tầm này khá là đã nha. Đây, Itachi đã lên được 15k9 rồi. Bây giờ sẽ xúc thêm cho nó trang bị lên tí nữa nè. Đây, trang bị của idol. À, trước tiên là đổi cái avatar tí anh em ơi. Đổi cái avatar tí nha, nó ngầu nha. Đâu rồi, Itachi của tôi đâu rồi? Đây. Cho cái khung avatar tím tím này cho nó đẹp. Đấy, idol Itachi anh em. Ơ, game lại nó xoay nữa kìa. Tiếp tục up lực chiến cho idol. Game này chán thế nha. Lắc kinh anh em ạ. Trong khoảng thời gian lắc thì phải ngồi chờ đợi. Lên được cấp 45 nè. Đấy, full cấp 45. Rồi, full cấp 25 đúng không? Ờ, thiếu đá. Đấy, 17k rồi kìa anh em. Úi dồi, cái này thì thiếu. Đấy, lên được tí lực chiến rồi đó. Này còn 4 viên à. Con này là huy chương huyết tục. Này là sách hoại họ đúng không? Khó nhai nhờ. Thức tỉnh thiếu 8 viên. Thôi. Rồi, tiếp tục. Đó là sau khi mà nơ cái idol Itachi về thì nó nhìn khá là bài bản nè. Đội hình của tôi giờ là khá là ngọt rồi đó. Giờ chờ tăng đột phá của em nó thôi. Là được 125k. Tiếp tục là bây giờ quay trở lại với chủ đề là up bí kỹ nè. Vô xúc anh em. Xúc. Xúc tắt. Đó. Thì cái sự kiện này ra thì anh em có kim cương. Ôi dù tôi xúc vừa tròn đủ kim cương luôn anh em. Còn đúng 1.500 Rio luôn. Rồi, vô quay anh em ơi. Chịu hồi nè. Bí kỹ. Tôi hiện tại là tôi đã test 300 lần rồi. Còn 200 lần nữa. Xả luôn anh em. Úi dùi, không ra cái bí kỹ cam nào đây. Một cái bí kỹ mùi nè.
một cái bí kỷ thìn ạ. Cái này là bí kỷ là 12 con giáp anh em. Hợi ngọ thân tuất rồi các kiểu nè. Rồi bí kỷ tí. Tầm này có quà nó cho bấm khá là phê mấy không ạ. Rồi bí kỷ thìn nữa kìa. Ơ à. Hết rồi mấy ông. Ngày mai quay tiếp. Có nghĩa là một ngày nó cho chúng ta quay tầm khoảng là 500 lọn. Nó có một cái sự giới hạn nhẹ mấy ông. Thôi tạm thời như thế cũng được. Đi vô múc đã. Tôi phải múc cho lực chiến tôi lên đây nè. Túi nè, trước tiên là mở nhanh những cái bí kỷ nó cho free. Rồi để xem thế coi. Vô trợ chiến. Hảo cảm là đã nâng full rồi mà. Ok, bí kỷ nè. Bí kỷ thì tôi đã full rồi, gỡ nhanh. Úi dồi, con này nó không có bí kỷ xịn sò gì hết vậy. Đây, Idol Itachi. Rồi, tình hình là đang thiếu bí kỷ quá trời anh em. Up full nhẹ lên cấp 50 trước. Chắc cộng lên cấp 50 trước thôi anh em, không vội nha. Đấy, chờ ngày mai nữa up tiếp thôi. Giờ cứ mấy cái bí kỷ mà truyền thuyết thì ta up lên 50 trước. Đây, con này cũng lên 50 đi. Rồi, như thế này là ngày hôm nay là ok rồi anh em. Tạm thời nó như thế này. Ui dùi, con này bí kỷ này. Tinh anh dần hả? Đấy, lực chiến nó lên được 127k. 127k, cũng khá là ngọt anh em ạ. Ui dùi, thua tới 10k lực chiến. Khủng khiếp thật sự. Anh build cái gì mà lên dữ thế? Con này tăng công đúng không? Đấy, thì nói chung thì build ngày hôm nay sơ thôi anh em. Tổng hợp lại con Itachi của tôi đã lên được 18k8 rồi, cũng ngon. Cũng ngon phết nhỉ. Lút cho anh em xem skill của Itachi nha. Kỹ năng nè, tấn công một kẻ địch kèm hắc viêm. Giảm 15% kháng kỹ năng. Đấy, bí kỹ. Tấn công một kẻ địch gây cho mục tiêu suy sụp tinh thần. Ôi dồi, ngon phết anh em ạ, truy kích. Rồi, vô test hàng ngay vào luôn. Trước tiên là phải test cho ông top 1 của server của tôi anh em. Húp nà. Ôi dồi, Derrara bên kia nó thả tốc nhanh quá. Đấy. Múc nó anh em ạ. Ơ, bên tôi tại sao có hai con bị khóa kỹ năng ta? Ồ, bên kia có các Kabuto rồi kìa anh em. Trời ơi. Ôi, thanh niên này có Kabuto 5 sao rồi. Hỏng rồi mấy ông ạ. Hỏng rồi. Thôi, chúng ta đi đấu trường Ly server. Mới ra Kabuto ngày đầu tiên mà thanh niên kia đã có Kabuto rồi anh em. Thua, tôi thua rồi. Giấy thông hành. Rồi, đi đấu trường thôi.
đấu trường tăng bậc nè. Hiện tại hạng cụm server đang hạng 26 anh em. À quên, thay đổi hình. Đấy, cho con Itachi của tôi vào. Giờ phải leo cụm anh em, lên hạng 20 rồi. Đấy, dứt nữa nè. Đấy, giờ là cứ leo hạng thôi. Tình hình là leo hạng lên hạng 18 anh em. Ráng leo cho anh thấy cái mặt của tôi lên tí xíu nha. Tối nay là hạng server này, liên server này là chốt kèo rồi. Tranh thủ leo anh em. Ui dù 13k, 535k. Kinh thế nhờ. Tí map. Đây, thống kê sát thương. À, con Itachi chưa có sát thương gì nhiều. Bảy cả chín rồi. Khó anh em ơi. Kèo này khó rồi. Cấp 45. Rồi hạng cấp 18 đúng không? Đây cho anh em xem skill nè. Đấy, Deidara vô là thả một con chim ra là nổ tỷ lệ. Úi dùi. Con Orochimaru nó cũng khiếp phết mấy ông. Rồi, xúc nó, xúc nó. Đấy, Zugo đấm cũng thấm phết phải không? Ơ, Itachi không ra skill vậy. Đấy, skill Itachi again. Ôi dồi, nổ. Kinh, kinh thất. Tỷ lệ thắng đang 50-50 anh em. Chưa. Rồi, Kasumi của tôi đang tăng, gọi là khá là châu bò đấy. Rồi, đây là ra. Úi dù, bên kia cũng thả rồi. Xong. À, còn mình Itachi. Lót rồi anh em ơi, lót rồi anh em ơi, tỷ lệ sát thương nè. Bên kia tới 140 mấy ca rồi. Rồi, tình hình ngắm lại đội Itachi của tôi tí nha. Hiện tại là con này chưa đột phá gì nhiều. Con này là phải lên thêm đột phá nữa, nhưng mà đang hết thế lực anh em. Đang hết thế lực rồi. Này chắc chờ tới tối thôi. Tối tôi đột phá con bé là lên. Rồi, ngày thứ 5 thì anh em nhớ vô săn bí kỷ nhé. Anh em chuẩn bị Rio nha. Rio hết rồi anh em. Tầm này Rio hết rồi. Quỷ nhận giới thì cũng đang không có. Chung thì quà cũng hơi ít anh em. Rồi bạn xếp hạng nè. Chắc hấp hạng 2 thôi anh em. Hạng 2.
ông kia là 117k, ông tôi 127, ví dụ server này đua cách nhau 10k lật chiến anh em. Nói chung thì phải chờ tới ngày cuối, chờ tới ngày cuối so tài ông này lạ đấy coi. Dù bên kia anh Dera ra thả đầu thế anh em. Sát thương Dera ra này MVP kinh quá. Rồi anh em xem thử là đội hình tôi như thế này cần build gì thêm không nhá anh em. Ok, bye bye anh em. Hẹn gặp anh em vào clip ngày mai. Anh em nào mới đến kênh Mr. T nhớ để lại Mr. T một đăng ký, một like và comment nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.